Chào mừng các bạn đến với channel Thực phẩm và sức khỏe con người. Cà rốt với một cái hàm lượng chất chống oxy hóa, beta-carotene, các vitamin và các khoáng chất dồi dào, được xem là một trong những cái thực phẩm cực tốt cho sức khỏe của con người. Cà rốt làm tốt vai trò cải thiện thị lực, ngăn chặn tế bào ung thư, tốt cho bệnh tiểu đường, làm đẹp da, giữ dáng, thậm chí còn được sử dụng để làm vaccine chống lại virus HIV. Vậy, cà rốt có những tác dụng gì? Ăn cà rốt thì có tác dụng gì? Chắc hẳn đây là một câu hỏi của rất là nhiều người, đặc biệt là những ai đang gặp vấn đề về thị lực. Rất nhiều người biết về tác dụng cải thiện thị lực của cà rốt. Cái lý do khiến cho cà rốt làm tốt vai trò này đó chính là cái hàm lượng vitamin A khá là dồi dào. Nếu thiếu vitamin A trong thời gian kéo dài thì sẽ làm hỏng các tế bào về thị giác trong võng mạc của mắt, dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt như là mờ mắt hay là quáng gà. Tiếp theo là cà rốt giúp ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư. Các nhà khoa học đã tìm ra một cái loại chất là hợp chất có vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi sự xuất hiện của các tế bào ung thư, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư ruột kết, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tiền liệt hay là ung thư phổi. Cà rốt thì giúp đẹp da. Trong số những thực phẩm rau củ làm đẹp da thì cà rốt chắc chắn không thể thiếu. Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, cà rốt có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của nếp nhăn, vết nám sạm trên da. Cà rốt giúp ổn định đường huyết. Những người mà bị huyết áp cao thì lưu ý nên bổ sung cà rốt vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Một nghiên cứu đã rút ra tiêu thụ một cốc nước ép cà rốt khoảng 300-400ml sẽ giúp giảm 5% huyết áp tâm thu. Cà rốt rất tốt cho bệnh tiểu đường. Ăn cà rốt hỗ trợ rất tốt cho bệnh tiểu đường, đặc biệt là tiểu đường type 2. Chất xơ và chất chống oxy hóa có trong cà rốt giúp cải thiện quá trình chuyển hóa glucose khi bệnh tiểu đường. Và cà rốt thì kích thích mọc tóc. Các bằng chứng nghiên cứu cho thấy hàm lượng vitamin C, vitamin A, carotenoid, kali có trong cà rốt có tác dụng tuyệt vời trong việc kích thích tóc phát triển, hạn chế nguy cơ rụng tóc và bị hói đầu. Cà rốt chống lại HIV. Đây thực sự là một phát minh vĩ đại của các nhà khoa học về tác dụng của cà rốt. Các nhà khoa học đã gây biến đổi gen trên cà rốt, biến loại thực phẩm này trở thành một cái loại vaccine có chứa kháng nguyên của virus HIV. Tất nhiên là cái chặng đường hoàn tất cái loại vaccine này còn lắm gian nan, nhưng nếu như có kết quả thì lần đầu tiên trên thế giới sẽ có một cái loại vaccine để ăn và chữa bệnh, thay vì những cái loại vaccine để tiêm thông thường. Ăn nhiều cà rốt có tốt không? Với nhiều tác dụng như vậy thì ăn nhiều cà rốt có tốt không? Tất nhiên là điều gì quá cũng không tốt, và việc ăn cà rốt cũng như vậy. Tiêu thụ quá nhiều cà rốt trong một ngày thì sẽ khiến cho chúng ta có nguy cơ phải đối mặt với cái bệnh vàng da. Chính vì vậy, để đảm bảo hấp thụ được tốt nhất những tác dụng của cà rốt thì bạn chỉ nên ăn với số lượng vừa đủ. Khoảng 100g mỗi ngày đối với người lớn, và ăn 3-4 lần trên một tuần sao cho hợp lý. Vậy thì ăn cà rốt có giảm cân không? Chắc hẳn đây là một cái điều mà rất là nhiều chị em và một số người béo phì người ta quan tâm. Cái việc ăn cà rốt có giảm cân không, có giữ dáng không? Thì trên thực tế thì ăn cà rốt, đặc biệt là ăn cà rốt sống tươi, thì nó sẽ chứa khoảng 90% là nước và chứa chỉ khoảng 25 calo mà thôi. Chính vì vậy, bạn có thể thêm cà rốt vào cái khẩu phần ăn, vừa dễ no, cơ thể hấp thụ thêm nước mà lại không bị dư thừa năng lượng. Ăn cà rốt được chứng minh là nhanh no hơn so với những cái loại rau củ khác nhau. Và cái việc bổ sung cà rốt trong chế độ
ăn uống hàng ngày với mức hợp lý sẽ giúp mang lại một sức khỏe tuyệt vời, vóc dáng dẻo dai và một làn da đẹp. Và thêm một câu hỏi được đặt ra là khi mà phụ nữ mang thai ăn cà rốt có tốt không? Cà rốt là một cái nguồn cung cấp nguyên tố khoáng vi lượng tốt cho sức khỏe. Đây là một trong số các cái loại rau củ có thể ăn sống hoặc là nấu chín. Đặc biệt là cà rốt đối với cái bà bầu thì lợi ích của nó không hề nhỏ nha. Nó sẽ nâng cao thị lực. Ăn cà rốt khi mang thai sẽ cung cấp cái nguồn vitamin A giúp mắt sáng khỏe. Đồng thời em bé nhận dinh dưỡng của mẹ sẽ được cải thiện thị lực tốt hơn với trẻ không được bổ sung đủ vitamin A. Tiếp theo là sẽ giúp cho phụ nữ mang thai tăng được hệ miễn dịch. Vitamin C là một trong các loại khoáng chất nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Trong suốt thai kỳ thì mẹ cung cấp dinh dưỡng nuôi em bé, nên là cái sức đề kháng suy giảm dẫn đến cái vi khuẩn dễ dàng xâm nhập. Cà rốt thì vốn dĩ rất là giàu vitamin C, nên ăn cà rốt tốt cho bà bầu và em bé. Tiếp theo là cà rốt sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện hơn. Trong cà rốt chứa một cái lượng canxi và caroten thì giúp bé phát triển xương và răng. Tiếp theo là ngăn ngừa về thiếu máu. Ăn cà rốt mỗi ngày sẽ giúp mẹ giảm nguy cơ thiếu máu thai kỳ. Ngoài ra thì vitamin C là một cái chất dẫn xuất tăng khả năng hấp thụ sắt cho cơ thể. Và cà rốt thì chống táo bón cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai thường gặp khó khăn về cái vấn đề tiêu hóa, do vậy khi mà sử dụng cà rốt thì sẽ bổ sung chất xơ giúp mẹ ngăn ngừa táo bón khi mang thai và thúc đẩy sự vận động của hệ tiêu hóa tốt hơn trong suốt thai kỳ. Và tiếp theo là nó giúp hạn chế chuột rút khi mà các mẹ bầu mang thai. Phụ nữ mang thai thì rất là dễ bị chuột rút. Đây là một cái hiện tượng gây nguy hiểm khiến cho mẹ và bé có thể gặp tai nạn đó các bạn. Nhờ cung cấp đủ phốt pho thì nó sẽ giúp giảm căng thẳng, từ đó sẽ cải thiện vấn đề chuột rút cho bà mẹ mang thai á. Tiếp theo là nó sẽ quản lý vấn đề tăng huyết áp trong thai kỳ. Tăng huyết áp thai kỳ là cái chuyện không còn xa lạ, tuy nhiên nếu tăng quá cao thì nó sẽ nguy hiểm đến mẹ và bé. Hãy sử dụng cà rốt để ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp và giảm nguy cơ biến chứng do huyết áp cao thai kỳ gây lên. Tiếp theo là nó thúc đẩy hình thành xương và sụn cho thai nhi. Mangan là một thành phần dinh dưỡng hỗ trợ quá trình hình thành xương và mô sụn cho thai nhi. Để thúc đẩy quá trình hình thành xương và mô sụn cho bé thì mẹ có thể uống cái nước ép cà rốt này mỗi ngày. Tiếp theo là nó ngăn ngừa cái khuyết điểm về hệ thần kinh cho thai nhi. Đó là một điều khá là tuyệt vời. Cà rốt chứa vitamin B và acid folic đủ để phát triển hệ thần kinh và não bộ non nớt cho thai nhi. Nếu mà được cung cấp đủ thì bé sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh dị tật ống thần kinh và cái bệnh nứt đốt sống. Ngoài ra thì đây là một cái nguồn dưỡng chất giúp cho bé khỏe mạnh và thông minh hơn. Tiếp theo là chúng ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Betaine, caroten và selen là cái nguyên tố làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư. Chúng hoạt động như là cái chất chống oxy hóa, làm giảm vận động gốc tự do, bảo vệ cho cơ thể của thai phụ. Đồng thời, em bé hấp thụ qua mẹ cũng hạn chế cái nguy cơ mắc bệnh ung thư trong cái suốt cái chặng đường phát triển sau này. Và tiếp theo là những cái lưu ý để tăng khả năng hấp thụ cà rốt đối với mẹ bầu. Để tăng cái khả năng tiêu thụ rau quả trong cái khẩu phần ăn thì bạn có thể tham khảo một cái số mẹo như sau. Một là chúng ta chọn cái củ cà rốt kích thước nhỏ nếu như bạn muốn vị ngọt nhiều hơn là những cái củ dài. Thứ hai là chọn cà rốt tươi bằng cách là thử bẻ. Càng già thì cái độ dai của củ cà rốt sẽ càng gây khó khăn để cho bạn bẻ ra dễ dàng. Thứ ba là luôn là rửa sạch trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp theo là có thể nạo cái lớp mỏng để tránh loại bỏ mất đi cái chất dinh dưỡng vốn có của cà rốt. Và tiếp theo nữa là có thể chế biến bằng cách nấu chín, bào sợi, xay nhuyễn hoặc là rửa sạch để ăn sống chúng. Cà rốt có
một số nhược điểm. Tuy rằng chưa có phát hiện nguy hiểm khi mà phụ nữ mang thai ăn cà rốt sống, nhưng điều này không được khuyến khích nha. Cái nước ép cà rốt là một cái hình thức sử dụng cà rốt có thể mang lại một số rủi ro và ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thụ của bạn. Khi mà cơ thể hấp thụ quá nhiều cà rốt, cái màu sắc tự nhiên sẽ làm cho cái làn da của bạn đổi sang màu vàng nhạt. Nếu không được hấp thụ sẽ xuất hiện hội chứng lắng đọng keratin trên da. Tuy vitamin A giúp bé tăng sức đề kháng, nhưng nếu ăn nhiều quá thì ngược lại nó sẽ cản trở sự phát triển tự nhiên của đứa con. Cẩn trọng khi bạn xuất hiện dị ứng với cà rốt như là đau đầu hay là buồn nôn, tránh ăn nhiều cà rốt nếu bạn gặp vấn đề về nhiễm trùng đường mật trong thai kỳ. Và cái nước ép cà rốt nếu uống quá nhiều thì sẽ khiến bạn đau đầu hoặc là bị hôn mê. Do đó là dù cho người bình thường hay là những bà bầu, chúng ta cũng nên sử dụng hợp lý, vừa phải, không sử dụng quá nhiều. Vì khi sử dụng quá nhiều thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ không đáng có nha các bạn.